Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh mến chúc tất cả quý vị luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng trong năm 2022 nhâm dần này thì sẽ giúp cho quý vị nắm rõ được vận mệnh tốt xấu của mình trong năm nhâm dần 2022. Và qua phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng trong năm 2022 nhâm dần thì quý vị sẽ biết được vận hạn khó khăn cũng như là cơ hội của mình và từ đó có được những bước đi chính xác và vững chắc cho năm mới, năm nhâm dần. Tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng trong năm 2022 nhâm dần thì sẽ giúp cho quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện chính, đó chính là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để có được những luận giải này thì thầy Gia Cát cùng với các thầy, các chuyên gia trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã dày công nghiên cứu về tử vi, sao hạn và sao chiếu mệnh của năm của những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng mà từ đó luận giải. Qua việc xem tử vi thì thầy Gia Cát cũng sẽ tiết lộ cho quý vị thiên cơ, giúp cho quý vị có được những bước đi đột phá trong năm 2022 nhâm dần và đồng thời cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải sao hạn tử vi cho quý vị. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết, xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 năm Mạng, đừng để kiên nhẫn sập buồn. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 năm Mạng cho hay vận trình sức khỏe người cầm tinh con lợn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cộng với sự xâm nhập của hung tinh rảo sát, tình hình sức khỏe của bạn trong năm có thể kém lạc quan. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 năm Mạng tổng quan. Bước sang năm nhâm dần 2022, vận trình tổng thể của những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 như thế nào? Trong năm nay, những người cầm tinh con heo phạm thái tuế cộng với sự đan xen của các tinh nên tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 năm Mạng cũng không quá bết bát. Những người sinh năm 1983 có thể lạc quan hơn một chút về sự nghiệp và tài lộc trong năm nay. Trong số đó, việc có phúc đức, quý thần và phúc tinh chiếu mệnh có thể khiến cho phương diện tài lộc và sự nghiệp của bản mệnh trở nên nở rộ. Về phần nhân duyên và sức khỏe, con giáp này nên cẩn thận với ảnh hưởng của tai họa, đồng thời cũng phải chú ý tránh bị các sao hung tinh, quyển thiệt, rảo sát, phi ma xâm nhập. Trong năm 2022 nhâm dần, những người tuổi Quý Hợi bị phạm thái tuế, vậy nên những người tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 năm Mạng cho hay, trong năm dần thì vận trình sự nghiệp của những người này vẫn tương đối khởi sắc. Với sự giúp đỡ của lục hợp, những người tuổi Hợi sinh năm 1983 rất lạc quan về hiệu quả công việc trong năm nay. Và những người này thường có thể nhận được sự đánh giá cao và trọng dụng của lãnh đạo. Không những vậy, một năm có quý thần và phúc đức trôi qua có thể mang đến nhiều quý nhân và cơ hội hơn cho những người cầm tinh con lợn. Vì vậy, người tuổi Quý Hợi cần phải nắm bắt tốt cơ hội này để thích ứng với thất sát trong năm. Đồng thời, bản mệnh cũng cần phải phấn đấu để có được tương lai tươi sáng trong sự nghiệp càng sớm càng tốt. Mặt khác, bản mệnh nên giữ nguyên mọi chuyện như cũ, hạn chế thay đổi. Trong năm gặp vận niên này, bạn nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn chắc chắn và không nên tham gia vào những yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc, hãy chờ thời cơ. Tài vận đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 năm Mạng cho hay, những quý ông cầm tinh con lợn trong năm nay nhận được sự trợ lực của thần tài và các tinh phúc đức. Người tuổi Quý Hợi sẽ có phần hanh thông hơn về mặt tài lộc. Trong số đó, bản mệnh có sự thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc tích cực cho nên người tuổi Hợi năm nay không những duy trì được nguồn thu nhập bình thường, thậm chí còn có cơ hội được tăng lương, tất cả đều đến từ sự may mắn. Với sự giúp đỡ, những chú lợn sinh năm 1983
có thể thu được nhiều vốn lãi trong việc đầu tư và quản lý tài chính hoặc là mua vé số. Tuy nhiên, trong năm Dần 2022, người tuổi Hợi tuy có thu nhập đáng kể nhưng cũng cần phải biết tiết chế chi tiêu hàng ngày. Bạn không nên tiêu xài hoang phí, xa hoa, nếu không may mắn đến đâu cũng có thể bị bạn tiêu hao hết. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật. Khi mang theo bên mình, sẽ luôn được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho công việc hanh thông, may mắn, khai sáng đường công danh sự nghiệp và tiền bạc cho gia chủ tuổi Quý Hợi. Tình cảm đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của những người sinh năm 1983 tương đối ổn định trong năm Nhâm Dần 2022. Đối với những người cầm tinh con lợn, phạm tài sát, không những sự phát triển quan hệ của bạn trong năm nay sẽ không bị chính tài quấy rầy quá nhiều, mà ngược lại, dưới thời thất sát thì tình cảm của bạn sẽ có phần ổn định và suôn sẻ hơn. Đặc biệt, đối với những người tuổi Quý Hợi đã kết hôn nhiều năm thì tình cảm vợ chồng rất bền chặt, cả hai đều biết thấu hiểu và quan tâm nhau. Điều này tạo nên đời sống vợ chồng hòa thuận, gia đình êm ấm. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nam mạng cho hay, vận trình sức khỏe của những người cầm tinh con lợn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cộng với sự xâm nhập của hung tinh rào sát, tình hình sức khỏe của bạn trong năm nay có thể kém lạc quan. Về vấn đề thể chất, những người sinh năm 1983 cần chú ý hơn nữa về việc lây nhiễm các bệnh dịch như là viêm phổi, viêm đường hô hấp. Bản mệnh cần phải đề phòng và tránh những nơi ồn ào, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Về an toàn cá nhân, người tuổi Quý Hợi cần phải quan tâm đến an toàn khi đi lại như là lái xe ô tô hay là đi máy bay, đi du lịch. Đề phòng an toàn, đồng thời tuân thủ luật lệ giao thông để tránh tai nạn, không đáng có xảy ra. Đồng thời các chuyên gia phong thủy có khuyên gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nam mạng, hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay Hợi Mão Mùi để tăng cường sức khỏe và hòa hợp gia đạo. Đây chính là vòng tay tam hợp quý nhân giúp cho hòa hợp gia đạo, hòa hợp vợ chồng và các mối quan hệ trong công việc cũng như cuộc sống. Hung cát. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nam mạng cho hay, vận may năm nay của những chàng trai bước sang tuổi 39 không quá suôn sẻ do ảnh hưởng bởi thái tuế và các hung tinh. Ngoài ảnh hưởng của cục diện tai ách và tương khắc còn có vai trò của vận rủi. Các tinh hộ tống những người tuổi Quý Hợi chính là phúc đức, phúc tinh, quý thần, nhưng lại bị phá hoại bởi rảo sát, quyền thiệt. Bởi vậy tổng thể tài lộc của con giáp này có thăng lẫn trầm. Nếu những người sinh năm 1983 muốn phát triển mạnh mẽ thì cần phải chăm chỉ hơn nữa. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong năm 2022 nam mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá 5 sao. Người tuổi Hợi 39 tuổi có tài lộc khá tốt trong tháng này, bởi đây là tháng đầu tiên của năm mới. Bị ảnh hưởng bởi không khí sôi động nên năng lượng tích cực của người tuổi Hợi sinh năm 1983 cũng tăng lên đáng kể. Trong tháng 1, bạn thường có thể thu hoạch được những điều bất ngờ và may mắn từ cuộc sống của mình. Nói chung là vận trình của con giáp này tương đối lạc quan, nhưng cũng đừng quá mừng sớm đối với Hợi, bởi vì dù sao năm Dần cũng là năm mà bạn bị phạm vào tài sát. Do đó, những người cầm tinh con lợn cũng nên làm tốt việc tránh tai sát trong tháng riêng để cho nó tránh làm ảnh hưởng đến may mắn của mình. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Tháng 2 không phải là thời điểm lý tưởng trong các mối quan hệ của những người 39 tuổi. Bị ảnh hưởng bởi quyền thiệt, nhiều người tuổi Quý Hợi dễ gặp phải hung họa trong tháng này. Đặc biệt, một số người tuổi Hợi thuộc tầng lớp lao động dễ bị một số đồng nghiệp hẹp hòi tính toán ở nơi làm việc trong tháng này. Điều này dẫn đến những rắc rối về tài lộc và công việc. Các mối quan hệ của bạn cũng từ đó mà bị ảnh hưởng. Vì vậy, người tuổi Hợi nên chuẩn bị tinh thần để tránh những kẻ xấu trong tháng này. Đồng thời, hãy cố gắng giữ một sự khiêm tốn trong cuộc sống của bạn và đừng quá phô trương. Tháng 3, đánh giá 4 sao. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 lạc quan hơn về sự phát triển tài lộc tình cảm trong tháng này. Nhờ có quý nhân phù trợ nên nhiều tuổi Hợi độc thân trong tháng này vận trình rất tốt. Bạn thường có khả năng làm quen với một số đối tượng khác giới trong cuộc sống. Vì vậy, trong giai đoạn này,
Người tuổi Hợi nên nắm bắt cơ hội thoát khỏi sự độc thân. Bản mệnh nên nỗ lực thể hiện bản thân mình trước người khác phái, phấn đấu đạt được kết quả khả quan trong tình cảm càng sớm càng tốt. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm 2022 nam mạng cho biết vận trình tài lộc của những người này có phần giảm sút trong tháng 4. Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh và thái tuế xâm phạm, tháng này tinh thần của một số người cầm tinh con lợn rất ể oải. Khi bạn làm việc gì cũng không có động lực, dễ bị mệt mỏi, buồn ngủ, trầm cảm. Trường hợp nặng còn có thể gặp nguy hiểm đến sức khỏe của mình. Vì vậy, người tuổi Quý Hợi trong tháng này nên chăm sóc cơ thể thật tốt, nghỉ ngơi nhiều hơn để nạp lại năng lượng và không nên làm việc quá sức. Tháng 5, đánh giá 4 sao. Với sự giúp đỡ của hợp thái tuế và phúc tinh, vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi sinh năm 1983 rất khả quan trong tháng này. Bạn thường có thể gặt hái mọi thứ bất ngờ về sự giàu có từ cuộc sống của mình. Chẳng hạn như con giáp này có thể được tăng lương, thăng chức, thậm chí là tăng thu nhập từ việc quản lý tài chính. Điều này tốt cho những người tuổi Quý Hợi. Tuy nhiên, dù tài vận phát triển khá tốt, nhưng người tuổi Hợi không nên tiêu xài quá đà hay phô trương của cải trong cuộc sống hàng ngày, kẻo gây ra sự chú ý của mọi người do quá công khai. Có thể là tai họa sẽ ập đến. Tháng 6, đánh giá 4 sao. Trong tháng 6, hầu hết những người tuổi Hợi sinh năm 1983 đều có đường tài lộc không quá bết bát về mọi mặt. Tháng này, bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các sao hung tinh. Tác hại của thái tuế và thất sát cũng không rõ ràng, cho nên tài vận của hầu hết con giáp này đều có xu hướng ổn định, ít bị ngoại cảnh can thiệp và ảnh hưởng. Tuy nhiên, dù tài lộc ổn định, nhưng những người tuổi Hợi cũng không quá bằng lòng với hiện trạng. Tài lộc thường không tiến không lùi, không muốn cầu tiến thì rất có thể sẽ xuống dốc ở trong các giai đoạn sau. Tháng 7, đánh giá 3 sao. Sức khỏe của những người sinh năm 1983 không mấy khả quan trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi khí hậu khô nóng, một số chú lợn có thể bị say nắng hoặc là ốm yếu do không được chăm sóc đầy đủ hàng ngày, hoặc do bất cần trong thời gian sinh hoạt, gây ra tình trạng sức khỏe kém của những người cầm tinh con lợn. Vì vậy, người tuổi Hợi nên chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong tháng này, đồng thời cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tháng 8, đánh giá 4 sao. Với sự giúp đỡ của các tinh quý thần, mối quan hệ giữa các cá nhân và tài vận sự nghiệp của người tuổi Hợi sinh năm 1983 đang phát triển rất tốt trong tháng này. Với sự phù hộ của các ngôi sao may mắn, bạn sẽ có cơ hội gặp được nhiều quý nhân hoặc những người bạn có ích trong cuộc sống của mình. Và sự phát triển sự nghiệp của những người tuổi Quý Hợi có thể được cải thiện và tiến triển thông qua sự giúp đỡ của bạn bè. Thậm chí, nhiều con giáp còn có được cơ hội vượt qua nút thắt của sự nghiệp trong tháng này và sự phát triển hơn nữa. Điều này là rất may mắn cho bạn. Vì vậy, những quý ông sinh năm 1983 phải biết nắm bắt cơ hội tốt này để phát triển bản thân. Tháng 9, đánh giá 5 sao. Được sự phù hộ của thái tuế và phúc tinh, vận may của những người cầm tinh con heo sinh năm 1983 trong tháng này rất mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của các tinh, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày càng thăng hoa, tình cảm đôi bên hanh thông. Nếu có cơ hội, hãy tổ chức đám cưới với người ý nghĩa của mình trong tháng này để vun vén thành quả và đoàn kết tình yêu. Tháng 10, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của những người sinh năm 1983 không được lý tưởng trong tháng này. Bị sao hung tinh chiếu vào, sức khỏe của người cầm tinh con lợn 39 tuổi trong tháng này rất đáng lo ngại. Bản mệnh có thể bị ốm, cảm lạnh do nhiệt độ giảm đột ngột. Đồng thời, mùa đông xen kẽ, một số người tuổi Quý Hợi có khả năng cao mắc bệnh hen suyễn hoặc là ho. Do đó, đề nghị những người tuổi Hợi chú ý giữ gìn vệ sinh ở những khu vực này, không nên để nhiễm bệnh. Tháng 11, đánh giá 2 sao. Tài vận người tuổi Hợi 39 tuổi giảm mạnh trong tháng này. Là nạn nhân của thất sát và ảnh hưởng bởi sự phá hoại của hung tinh, người tuổi Quý Hợi dễ bị tiêu xài hoang phí trong tháng này. Việc này dẫn đến thất thoát tiền bạc nghiêm trọng do hám lợi quá nhiều, do đó tài lộc cũng sa sút. Vì vậy, người tuổi Hợi nên chú ý kiểm soát hay muốn tiêu dùng trong tháng này. Cố gắng tiêu dùng hợp lý, đừng quá xa hoa, kẻo ảnh hưởng đến việc phát tài phát lộc. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Đường tài lộc của những người tuổi Hợi trong tháng này tương đối bết bát. Mặc dù tháng này là tháng cuối năm, nhưng khối lượng công việc của đa số tuổi Hợi trong tháng này không quá lớn,
lại không bị sao xấu chiếu mệnh, cho nên hầu hết vận khí đều duy trì ở trạng thái bình thường, nhưng cũng không mấy lạc quan. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 năm Mạng. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm và vững bước hơn trong năm 2022 đầy hứa hẹn về tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Quý vị cũng đừng quên ấn vào đăng ký theo dõi kênh để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.